là môi trường tiêu cực có ảnh hưởng không? Câu trả lời là có ảnh hưởng đối với người yếu. Những người có cái gen tiêu cực như họ đang tiềm ẩn ở trong người. Thế còn môi trường tiêu cực có ảnh hưởng đến những người trí tuệ không có gen tiêu cực hay không? Thì câu trả lời là không. Vậy cho nên khi bạn sống trong một môi trường tiêu cực mà bạn bị tiêu cực, thì hãy nói rằng là mình đang có cái gen tiêu cực ở trong người và cần phải loại bỏ nó, chứ đừng đổ tại cho môi trường. Kevin Sử có đặt câu hỏi: Thầy ơi, cho em hỏi, môi trường sống có làm ảnh hưởng đến năng lượng tích cực không thầy? Và làm thế nào để duy trì được năng lượng tích cực ạ? Thì nhân tiện đây thì tôi cũng xin chia sẻ với bạn rằng là trong môi trường giáo dục, trong giáo dục thì môi trường giáo dục quan trọng hơn là thầy giáo. Thầy giáo dạy. Tôi chia sẻ về cái giá trị quan trọng nhất của học hành. Trong từ đấy tôi mới nói sang cái phần câu hỏi của Kevin Sử. Kevin Sử là khát vọng của người học quan trọng hơn môi trường học. Từ đấy ví dụ cũng là học ở quê, thậm chí là học ở cái vùng mà rét mướt còn phải mặc quần đùi đi học, nhưng cái đứa mà nó khát vọng thành công á, thì nó học ở môi trường thậm chí là vứt nó ở hố rác nó cũng học được bài học, nó vẫn biết cách để học và tìm ra một bài học. Cho nên người thầy lớn nhất chính là khát vọng của bản thân mình. Vì vậy là dù ở một nước nghèo hèn hay nước giàu có thì vẫn xuất hiện những người tỷ phú, vẫn xuất hiện những người triệu phú, và vẫn xuất hiện những thằng thất nghiệp. Ngay cả đất nước Mỹ vẫn xuất hiện thằng thất nghiệp và chết đói mà, không? Vậy thì rõ ràng là cái khát vọng của người học nó quan trọng. Có phải chính vì vậy mà những cái nhân tài của đất nước Việt Nam ấy, nó không phải đến từ các cái môi trường giáo dục chuyên nghiệp, những cái trường chuyên, những lớp chọn, mà nó đến cả những lớp đại trà, nó đến cả những vùng sâu vùng xa chứ không phải mỗi thành phố. Vậy thì rõ ràng là cái khát vọng trong mỗi con người để trở thành ai, để phát triển cuộc đời mình, thì cái đó là cái quan trọng nhất, nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cho nên là khi mà muốn đứa con nó thành công thì cái người mà cực kỳ quan trọng là cha mẹ, là khai mở cái khát vọng cho đứa con. Mà khai mở cái khát vọng tức là khai mở thói quen muốn đấy, chính là biến nó thành một cái thói quen muốn của con chim sẻ, và nó biến thành thói quen muốn của con đại bàng. Đó là truyền thống. Thì cái việc này chỉ có cha mẹ mới làm được. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, để nâng đỡ cái khát vọng cho con, nó quan trọng. Nhưng tất nhiên đứa trẻ nó phải là ý chí chính là một đứa trẻ. Cho nên cũng sinh ra đứa trẻ ở nhà quê, có những đứa cù lần và đổ lỗi, có những đứa trẻ thì nó lại cho rằng là chính cái hoàn cảnh khó khăn này là động lực để nó phát triển. Nhưng cũng có những đứa con nhà giàu, sau đó thất bại nó còn đổ lỗi là vì nó sinh ra trong gia đình sung sướng quá rồi. Nhưng cũng có những đứa con nhà giàu nó phát triển đột phá thì nó bảo nó may mắn. Vậy thì rõ ràng trong môi trường nào thì môi trường, nhưng cuối cùng nó nằm ở chính gì ạ? Ở cái tư duy khát vọng của một đứa trẻ. Đấy. Cho nên là cái khát vọng của đứa trẻ là quan trọng số 1. Thứ hai, với đến gì ạ? Môi trường giáo dục. Môi trường sống. Ví dụ cái môi trường sống ở đó toàn những người mà có khát vọng, thì tự nhiên đứa trẻ nó cũng nảy sinh khát vọng. Một cái đứa nó ném vào môi trường đấy, nó cũng bỗng nhiên nó cũng thay đổi và nó có khát vọng. Một môi trường mà toàn những đứa trẻ nó nỗ lực hàng ngày, nó chịu khó, nó tuân thủ, thì cái đứa trẻ ném vào môi trường đấy nó dần nó cũng học được cái tính đó. Ví dụ như là người Việt Nam mình là lười như hổ, mà bật thì đó. Nhưng mà sang bên Nhật là tự nhiên một hồi là gì ạ? Tuân thủ và sạch sẽ, ngăn nắp đấy. Như vậy cái môi trường giáo dục của người Nhật, mà mình cứ nhìn người Nhật họ sinh hoạt như tôi sang Nhật có mấy ngày nào, người Nhật họ có dạy tôi ngày nào đâu. Nhưng mà ví dụ như mình vứt rác và bậy là mình tự xấu hổ với bản thân mình, thế thành ra là mình không dám vứt rác.
mà không dám vứt rác thì tự nhiên nó hình thành một thói quen tốt thôi. Vậy thì rõ ràng môi trường nó ra dạy mình, chứ có ai người Nhật nào đứng ra dạy mình đâu, cũng có ai người Việt Nam sống ở Nhật dạy mình đâu. Nhưng mà mình quan sát thấy chẳng nào nó vứt rác cả, mà mình vứt rác thì mình nhục chứ, mình xấu hổ chứ. Thế tự nhiên là môi trường là giáo dục mình. Nhưng mà môi trường giáo dục thì lại không bằng thầy giáo giáo dục. Một ông thầy mà gì, một ông thầy mà dạy ở trường làng thôi, nhưng mà ông thầy đấy rất trách nhiệm, rất tâm huyết. Như ngày xưa tôi học ở trường Hải Âu A của Nam Định cũng vậy, tôi được may mắn học thầy Ca với thầy Dũng. Thì hai thầy mặc dù dạy ở trường huyện thôi, nhưng mà các thầy tuyệt vời. Bọn tôi còn may mắn hơn cả những anh em học Lê Hồng Phong. Bọn tôi có được hai người thầy quá tuyệt vời luôn. Đấy. Như vậy là thầy giáo dạy còn hơn chương trình dạy, mặc dù chương trình dạy cũng là của bộ thôi, nhưng bọn tôi rất là may mắn được hai thầy giáo tuyệt vời. Một thầy dạy toán, thầy dạy lý. Đấy. Cái câu chuyện thứ tư với đến gì ạ? Chương trình giáo dục. Chương trình giáo dục lại quan trọng dưới người thầy. Trong chương trình giáo dục nó còn hơn cả cơ sở vật chất. Ví dụ ngồi ở trong rừng mà học thôi mà được ông thầy giỏi thì tuyệt vời. Nhưng mà ngồi trong rừng mà được ông thầy giỏi xong lại được cùng với các bạn, đứa nào nó cũng khát vọng, nó cũng kỷ luật, thì môi trường này là tuyệt vời. Xong lại cũng là ngồi trong rừng này cộng với chính mình lại là đứa khát vọng nữa, thì quá tuyệt vời. Vậy thì đâu cần cơ sở vật chất, đâu cần lớp học. Trong cho nên tại sao có rất nhiều người họ không học đại học đâu, họ học ở trường đời chứ, họ vẫn trở thành tỷ phú đấy thôi. Vậy thì rõ ràng là Tuấn nhắc lại là khát vọng của người học quan trọng hơn môi trường, nhưng môi trường thì quan trọng hơn người thầy, nhưng người thầy thì quan trọng hơn chương trình, nhưng chương trình thì quan trọng hơn cơ sở vật chất. Nhưng thứ mà người ta dễ làm giáo dục nhất là làm cái gì ạ? Làm cơ sở vật chất. Làm cơ sở vật chất to uinh to hoàng thì dễ quá, thì tiền bơm vào là xong. Nhưng làm được một chương trình giáo dục thì không dễ nhé. Nhưng tìm được một ông thầy tâm huyết thì khó nhá. Nhưng mà để tạo ra cùng một tập thể khát vọng khó hơn nhá. Nhưng chính mình vào đấy, mình cũng phải là một nhân tố khát vọng. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy. Cho nên phải tuyển đầu vào chặt chẽ là vì vậy. Thì tôi mới quay trở lại cái câu chuyện là gì? Quay trở lại câu chuyện là năng lượng tích cực hay tiêu cực ở ngoài môi trường có ảnh hưởng đến bạn không? Thì tôi trả lời là có hoặc không. Nếu bạn có một khát vọng cực lớn, khát vọng cực lớn, thì trong một cái môi trường đấy, đứa nào nó nghịch thì kệ nó nghịch chứ. Đứa nào nó hư thì kệ nó hư chứ. Mình chỉ biết là mỗi một ngày mình học được một điều gì mới thì mình cứ nỗ lực, mình tập trung, mình học chứ. Xong mình phải ngẩng lên nhìn chúng nó. Cũng giống như trong một cuộc chạy đua mà SEA Games vừa rồi chẳng hạn. Thế thì có 50 người xuất phát trên đường chạy, thì tóm lại mình đừng tập trung xem chúng nó chạy đến đâu, mà điều quan trọng nhất là mình gì? Tập trung vào đường chạy của mình và mình chạy hết sức nhất, chứ không phải là tập trung xem, nhìn xem chúng nó chạy đến đâu. Vậy thì cũng giống như trong cuộc đời này thôi. Nếu cái khát vọng của bạn đủ lớn thì bạn đâu quan tâm đến là ồ trong lớp mình sao có thằng này nó lười học, ồ sao lớp mình thằng kia hút thuốc lá điện tử, ồ sao môi trường này sao lại có người nói xấu nhau, ồ sao lại có chuyện này sao lại có chuyện kia. Vấn đề của bạn là gì? Chính não của bạn đang bị dính chấp những cái thứ bẩn thỉu đấy, cho nên bạn thích nghe những cái chuyện đó và nó bị ảnh hưởng. Thế còn nếu bạn đủ khát vọng thì người nọ nói xấu người kia đâu có ảnh hưởng đến mình. Ví dụ bạn làm trong cơ quan thôi, cái việc người nọ nói xấu người kia mà bạn không có cái gen đấy thì bạn tập trung bạn làm việc chứ bạn đâu quan tâm. Bạn chỉ làm cho cái hôm nay sếp giao cho ba công văn này phải làm cho nó xong thôi. Bạn đâu có thời gian để buôn dưa lê dưa chuột, đâu có thời gian để người nọ nói xấu người kia. Vậy thì môi trường nó đâu có ảnh hưởng đến bạn. Nhưng tại vì sao? Tại vì chính con người bạn cũng có cái gen đấy. Nó khổ lắm cơ. Sau khi họ bàn về chuyện đó thì chính bạn lại góp thêm một thanh củi. Nhưng bạn lại đổ cho họ là vì họ là lửa. Nhưng nếu họ là lửa mà bạn không phải là củi thì bạn đâu có cháy. Nhưng tại vì bạn lại là củi, khổ lắm cơ. Và bạn cũng là một thành viên tạo ra một môi trường tiêu cực. Thấy không? Thấy năm thằng nói xấu sếp
thì nó đốt một cái nửa trại tưng bừng. Thế mình đến mình lại là một thanh củi mình ném vào, thế là cái lửa nó lại cháy bùng hơn. Vậy thì bản chất là mình cũng ném một thanh củi vào để đốt nửa trại mà. Nhưng mà khi ông sếp hỏi thằng nào đốt nửa trại đây thì ông bảo là gì? Chúng nó đốt chứ, em chỉ vừa đến đây thôi, nhưng mà thực ra ông ném thanh củi vào rồi. Vậy thì tóm lại thế này, nếu bạn có đủ khát vọng và trí tuệ thì môi trường không làm ảnh hưởng đến bạn. Bạn sinh ra ở đâu bạn cũng vậy thôi, bạn cũng thành công. Bạn ném vào môi trường nào rồi bạn cũng thay đổi được môi trường, bạn sẽ là người cải tạo môi trường chứ bạn không bị môi trường ảnh hưởng. Cũng giống như là người ta mô tả Đức Phật là ngồi trên cái đài sen, mà hình ảnh của hoa sen chính là gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh bụi bùn, tức là có năng lực gì ạ? Không bị vấy bùn, vấy bẩn cái mùi hôi của bùn. Nhưng nếu mà bạn có cái gen tiêu cực ở trong người thì rõ ràng cái tiêu cực nó xuất hiện, bạn sẽ gì? Sẽ bị dính mắc. Giống như kiểu tôi mà có cái gen nghiện hút chẳng hạn, mà tôi ném vào trong môi trường nghiện hút thì đương nhiên là tôi là thanh củi. Nhưng nếu tôi không nghiện hút và tôi đủ khát vọng, tôi biết mình phải làm gì, thì ở trong lớp có 500 đứa mà có một thằng nghiện hút tôi cũng chả sao mà. Hay trong cơ quan là 1.000 người và có độ khoảng 10 người nghiện hút tôi cũng chả sao mà. Nhưng nếu tôi là kẻ mà đua đòi, có cái gen đấy rồi, thì tôi mới bị dính chứ. Vậy thì điều quan trọng nhất, bạn thực sự là người có trí tuệ không? Bạn thực sự có đủ tỉnh thức để biết cái việc mà người ta nói là đúng hay sai, và bạn có nên tham gia vào chương trình ấy hay không, hay là bạn nên tách ra khỏi chương trình ấy, thì bạn không bị môi trường nó làm ảnh hưởng. Còn tất nhiên, đến cái đẳng cấp cao hơn là họ gì ạ? Họ biết cách để giáo huấn ngược lại cái môi trường tiêu cực đấy. Vậy thì bản chất thế này này, bạn phải hiểu là một người họ tu tập được ấy, họ đạt đến cảnh giới của giải thoát ấy, là không phải là họ không sống trong trần tục, mà họ sống trong trần tục không bị trần tục vấy bẩn. Ví dụ họ ra chợ, mọi người buôn gian bán lận thì mọi người cứ buôn gian bán lận, họ không bị những cái đấy nó dính chấp. Đi làm kinh doanh, anh nào trốn thuế thì cứ trốn, họ không bị cái trốn thuế dính chấp. Đi làm kinh doanh, thằng nọ nói xấu thằng kia, đè nén thằng kia, cạnh tranh bẩn với nhau thì cứ cạnh tranh. Còn họ là người tu tập, họ sẽ tập trung làm tốt nhất cho khách hàng của họ mỗi ngày. Và nếu họ không làm được tốt nhất thì họ bị đào thải, thì họ người tu tập họ cũng đón nhận chuyện đó. Chứ họ không phải là tìm cách dìm thằng khác để mình bước lên, mà tìm cách gì? Phế bỏ chính mình để tạo ra cái giá trị, một con người mới của mình để tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng của mình. Vậy thì túm lại là môi trường tiêu cực có ảnh hưởng không? Câu trả lời là có ảnh hưởng đối với người yếu. Những người có cái gen tiêu cực như họ đã đang tiềm ẩn ở trong người. Thế còn môi trường tiêu cực có ảnh hưởng đến những người trí tuệ không có gen tiêu cực hay không? Thì câu trả lời là không. Vậy cho nên khi bạn sống trong một môi trường tiêu cực mà bạn bị tiêu cực, thì hãy nói rằng là mình đang có cái gen tiêu cực ở trong người và cần phải loại bỏ nó, chứ đừng đổ tại cho môi trường. Mình là củi, xong chui vào đống củi nó cháy, xong mình cũng bị cháy, xong mình đổ lỗi cho mấy thằng kia là nó đốt củi của mình. Thực ra mình có cái gen cháy ở trong người rồi đó mà, mình chỉ chờ mỗi cái que diêm nó đốt vào là cháy thôi. Vậy thì hôm nay không có phải là que diêm của ngày hôm nay, thì bạn ném ở đâu mà gặp que diêm nó đều cháy mà. Nó giống như kiểu rừng đã là rừng khô rồi thì gặp một cái tàn thuốc cũng cháy, gặp một que diêm cũng cháy, đúng không? Gặp một đốm lửa cũng cháy. Vậy thì bạn chính là cái gen nó dễ cháy rồi. Cho nên đừng trách môi trường, mà phải trách chính mình là sao mình dễ cháy vậy. Và ngày nào bạn khắc chế được những môi trường mà nó có những nghịch cảnh như vậy, có những tiêu cực như vậy mà mình không bị, thì đấy mới là đỉnh cao của người tỉnh giác và tu tập. Rồi, cảm ơn Kevin Sử, và chúc bạn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tâm vẫn sạch mặc dù đời vấy bẩn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.